Văn Bàn, miền đất Hạ Ban của núi Hoàng Liên, soi bóng xuống dòng sông Hồng lịch sử. Văn Bàn, một miền văn hóa lâu đời, nơi sinh tụ của 11 dân tộc anh em. Văn Bàn, một địa chỉ mới đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bởi tiềm năng thế mạnh riêng, sự cải thiện rõ ràng về hạ tầng và môi trường phát triển. Vùng quê vốn êm đềm và bình lặng này, những năm qua đã chứng kiến nhiều sự đổi thay từ cảnh quan đến con người, kết tinh thành những chỉ số lạc quan trong phát triển kinh tế xã hội. Đó không chỉ là những dấu ấn quan trọng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ sắp qua, mà còn là nền tảng, là hành trang để Văn Bàn vững tin bước vào một hành trình mới với tốc độ nhanh hơn và mục tiêu cao hơn. Sự chuyển dịch về cơ cấu của nền kinh tế xã hội Văn Bàn đã được khởi động từ nhiều nhiệm kỳ trước. Càng gần đây, tốc độ chuyển dịch càng được đẩy nhanh và tác động sâu sắc hơn tới từng ngành, từng lĩnh vực, từng xã, từng thôn bản, tới từng đảng viên và người dân trong huyện. Hình ảnh Văn Bàn vốn quen thuộc với Phú Gia Lan trầm mặc, với đại ngàn Khao Co hùng vĩ, với những thung lũng êm đềm hương lúa, những bản làng lả lướt nhịp then. Nhiệm kỳ 2015-2020 là khoảng thời gian để Văn Bàn hoàn chỉnh và định hình một diện mạo mới, một Văn Bàn với vóc dáng của đô thị cấp huyện hiện đại của tỉnh Lào Cai, một Văn Bàn với những công trường hối hả cung cấp nguyên liệu cho ngành luyện kim, những nhà máy mới đi vào sản xuất, một Văn Bàn với những xã, những thôn nông thôn mới, nơi nhịp sống không còn chậm rãi theo guồng cọ nước mà đã ủ chín và sáng lên những khát vọng, những sáng tạo để vượt khó, để làm giàu, để cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới của Đảng bộ huyện, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn lên từ mỗi người dân, chúng ta không chỉ cảm nhận mà còn có thể nhìn thấy rõ, có thể đo đếm được sự thay đổi này khi nhìn lại các chỉ số phát triển của Văn Bàn trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua. Về Võ Lao, vùng đất hạ huyện của Văn Bàn hôm nay, bất cứ ai cũng cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê đáng sống. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, Võ Lao cũng như toàn bộ 21 xã của Văn Bàn được khoác lên mình áo mới. Không những sớm về đích nông thôn mới, địa phương đã tiến một bước xa hơn khi thị tứ sầm uất này đang dần hội tụ đủ các điều kiện cho một thị trấn thứ hai của Văn Bàn trong tương lai không xa. Cuối năm 2019, Văn Sơn sáp nhập với Võ Lao, diện tích quy mô dân số tăng đã tạo cơ hội mới, tầm vóc mới để Võ Lao phát triển thành khu đô thị trọng điểm phía Bắc của Văn Bàn. Sau khi sáp nhập về thì cũng có nhiều cái yếu tố để tạo ra cái bước đột phá trong thời gian tới. Thì mục tiêu đại hội đảng bộ đang hướng tới là sẽ xây dựng khu Võ Lao này là khu phát triển vùng kinh tế, vẫn là lấy nông nghiệp là trọng điểm. Thứ hai là xác định vùng này là vùng phát triển trong tương lai là xây dựng thành đô thị phía Bắc của huyện. Trong lãnh đạo, Đảng bộ huyện đã, đang và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ chủ trương đúng đắn này, trong nhiệm kỳ, nông nghiệp địa phương có sự tăng trưởng ngoạn mục, giá trị đạt 2.400 tỷ đồng, tăng gần 156% so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt là 66.000 tấn, đạt gần 109% mục tiêu nghị quyết đại hội. Văn Bàn cũng là một trong những địa phương dẫn đầu của tỉnh về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nông lâm nghiệp, hình thành các vùng sản xuất, chăn nuôi hàng hóa. Nhiều yếu tố hội tụ giúp cho giá trị sản phẩm trên hecta đất canh tác tăng ấn tượng từ 48 triệu đồng năm 2015 lên 83 triệu đồng năm 2020, đạt 124% mục tiêu. Sự gia tăng không đơn thuần ở những con số mà nó thực sự mang đến cuộc sống ấm no hơn, đủ đầy hơn, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bước đầu làm thì thứ nhất là khó khăn về vốn, thứ hai nữa là về kinh nghiệm. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng ủy các cấp, đặc biệt là của huyện ủy, rồi là của tỉnh, thì cũng rất là quan tâm đến mô hình và triển khai các cái chương trình hỗ trợ cho mô hình, rồi là hỗ trợ vay vốn, thì là cũng giải quyết được tất cả những cái khó khăn đó. Sẽ là thiếu sót lớn
nếu không đề cập đến những kết quả ấn tượng của huyện trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, ban hành các chủ trương phù hợp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Với tổng nguồn lực huy động trên 1.166 tỷ đồng, trong đó nhân dân tình nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền mặt, hiến đất trị giá trên 378 tỷ đồng. Dự kiến hết năm 2020, huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 200% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Lĩnh vực công nghiệp của Văn Bàn trong nhiệm kỳ cũng có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 6.500 tỷ đồng. Cùng với duy trì khai thác quặng sắt phục vụ cho ngành luyện kim và feldspat, huyện chú trọng quy hoạch cụm công nghiệp gắn với đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, chủ trương khai thác hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường được quan tâm. Những bất cập trong khai thác tài nguyên được chấn chỉnh và từng bước khắc phục. Trên 6.410 hectare rừng trồng mới trong giai đoạn 2016-2020 vượt cao so với mục tiêu đề ra, đưa tỷ lệ tán che phủ rừng lên gần 65%, cao nhất tỉnh, là minh chứng cho thấy quyết tâm gắn phát triển với bảo vệ rừng. Màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng trồng tiếp nối với đại ngàn nguyên sinh của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Hoàng Liên Văn Bản, kho báu tự nhiên được gìn giữ nghiêm ngặt, trở thành lá phổi xanh, không chỉ đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và thủy điện, mà còn ngày đêm âm thầm điều tiết, làm cho cái nắng, cái gió của Văn Bàn vơi bớt hanh khô. Quản lý công tác tài nguyên môi trường, đảm bảo theo đúng cái mục tiêu phát triển của huyện, đặc biệt là công tác môi trường luôn được chú trọng. Các cái điểm mỏ thì chúng tôi thường xuyên là kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất và ngăn chặn xử lý kịp thời các trường vi phạm. Về công tác quản lý đất đai thì cũng được tăng cường. Mọi sự so sánh đều khập khiễng vì mỗi địa phương có đặc thù riêng. Tuy nhiên, nhận xét một cách công bằng thì đô thị Văn Bản những năm qua đã có sự đổi thay vượt trội. Trung tâm hành chính mới, công trình trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc địa phương đã sừng sững mọc lên. Đây là trụ sở hành chính công cấp huyện lớn nhất, hiện đại bậc nhất trong tỉnh. Công trình này cũng chỉ là một trong số nhiều hạng mục dự án đã có trong quy hoạch, đang được tập trung nguồn lực triển khai. Mỗi ngày thêm lên những đường nét mới cho bức tranh đô thị Văn Bản hiện đại trong tương lai gần. Hệ thống giao thông cũng được đầu tư mở mới và cải tạo nâng cấp. Tuyến đường kết nối trung tâm hành chính huyện với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã hình thành hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ. Với mục tiêu phát triển hài hòa, huyện cũng ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng tại trung tâm xã, địa bàn vùng cao, nông thôn, vùng khó khăn. Những con đường nông thôn mới rải nhựa được bê tông nối dài đến những bản làng vốn trước kia rất đỗi xa xôi đang góp phần thúc đẩy phát triển, tiêu thụ sản phẩm và cải thiện điều kiện đi lại của người dân. Hiện 100% số xã đã có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, 100% thôn, tổ dân phố có điện lưới quốc gia. Mỗi người dân không chỉ được tiếp cận với những tiện nghi của cuộc sống hiện đại mà còn khai thác tiện ích của Internet vào việc kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm địa phương. Đầu tư cơ sở hạ tầng trong cái giai đoạn 2015-2020 được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn đặc biệt quan tâm. Huyện ủy đã ban hành đề án quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn huyện Văn Bàn. Thì trong cái phát triển đô thị đặc biệt quan tâm đến đô thị thị trấn Hưng Yên. Các đồ án quy hoạch được lập và đã triển khai đồng bộ các công trình hạ tầng trong quy hoạch. Để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển, giải pháp trọng tâm được Đảng bộ huyện chỉ đạo đó là chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng thu ngân sách. Nhiệm kỳ 2015-2020, thu ngân sách nhà nước của Văn Bàn đạt 210 tỷ đồng, tăng 140 tỷ đồng so với năm 2015 và bằng 200% so với nghị quyết đại hội. 5 năm qua, đã có trên 18.000 hộ dân được vay vốn phát triển sản xuất, trong đó gần 2.500 hộ vay vốn vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong nhiệm kỳ, đã huy động được gần 230 tỷ đồng cho giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 35,17% đầu nhiệm kỳ xuống còn 9,5% vào năm 2020. Bình quân giảm 5,14% trên năm.
tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 32,6% năm 2015 lên gần 46% năm 2020. Trong đó, đào tạo nghề tăng từ 20% lên gần 35%. Chủ trương giảm nghèo bền vững đang mang lại những đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người nông dân. Từ chỗ đi làm thuê, nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn, gia đình chị Lương Thị Oanh, thôn Én 1, xã Khánh Yên Trung đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi lên đến 80 triệu đồng. Đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi gia cầm chưa đầy một năm, nhưng hiệu quả bước đầu đang cho người phụ nữ này niềm tin và quyết tâm lớn hơn. Xác định phát triển giáo dục đào tạo có ý nghĩa quyết định tới sự thay đổi con người Văn Bàn, nhất là về chất lượng nguồn nhân lực. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và triển khai thành công đề án phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Sau thành phố Lào Cai, giáo dục Văn Bàn được đánh giá là địa phương đứng trong top đầu của tỉnh về chất lượng. Phòng học, nhà nội trú cho học sinh được ưu tiên đầu tư, đưa học sinh tại điểm trường lẻ về trường chính, tạo cơ hội cho con em vùng khó khăn đến trường thuận tiện. Toàn huyện có 85 trường học thì đã có 71 trường đạt chuẩn quốc gia. Giáo dục Văn Bàn không những nằm trong top đầu về chất lượng, tỷ lệ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, mà nói đến giáo dục Văn Bàn cũng là nói đến nhiều mô hình tiêu biểu sáng tạo, giáo dục gắn liền với thực tiễn. Ở mái trường thân yêu của mình, con em địa phương không chỉ được học kiến thức mà còn được giáo dục kỹ năng, được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích lý thú để có thể áp dụng dần kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. Học ở trường này thì con cảm thấy vui không? Có ạ, rất vui ạ. À, tại sao nhỉ? Tại vì ở đây có thầy cô luôn đối tốt với chúng em, xây cho chúng em một khu vui chơi rất là vui ạ, làm chúng em rất là hào hứng khi đến trường ạ. Mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thôn bản của Văn Bàn những năm qua cũng đã được quan tâm đầu tư. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và chủ động phòng chống dịch bệnh. Đến nay, 22 trên 22 xã, thị trấn của Văn Bàn đều đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thông phát triển nở rộ với trọng tâm là bảo tồn, phát huy vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. 195 trên 195 thôn tổ dân phố trên địa bàn có nhà văn hóa. Hiện Văn Bàn có 13 di sản văn hóa thuộc lĩnh vực nghệ thuật, chữ viết, nghi lễ dân gian và 6 di tích văn hóa lịch sử đang được giữ gìn phát huy, góp phần giáo dục truyền thống và tạo ra các sản phẩm mới phục vụ du lịch. Ngày nay, âm thanh của cuộc sống hiện đại đã len lỏi đến tận bản làng. Nhưng những làn điệu then khắp nôm của đồng bào Văn Bàn vẫn có sức hút lạ thường. Ai đi đâu, về đâu, dẫu có cách xa bao lâu, xin đừng quên mảnh đất này. Khi câu hát vang lên là ta lại thấy nao nao nhớ về một Văn Bàn yêu thương và giàu lòng mến khách. Để giữ gìn bình yên cho mỗi bản làng, lực lượng vũ trang của Văn Bàn chia một ngày, một giờ sao nhãng với nhiệm vụ. Xây dựng khu vực phòng thủ để Văn Bàn thực sự là hậu cứ vững mạnh của tỉnh khi có bất kỳ tình huống lớn nào xảy ra luôn là mệnh lệnh tối ưu. Thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng được củng cố. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện cũng tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện giúp đỡ nhân dân. Nhờ vậy mà tình quân dân ngày càng thêm gắn bó keo sơn. Đối với lực lượng công an, với vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bình yên cho cuộc sống nhân dân, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với sự quán triệt sâu sắc, chỉ đạo triển khai nghiêm túc thì trong thời gian vừa qua, công an huyện Văn Bàn đã đảm bảo tốt các yêu cầu và sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được kiểm soát, ổn định và giữ vững. Mô hình rồi là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng rộng khắp và có chiều sâu. Nhiều mô hình mới xây dựng và đã phát huy những hiệu quả hết sức tích cực.
Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Văn Bàn giai đoạn 2016-2020 đã tạo nên một bộ máy chính quyền năng động, đội ngũ cán bộ được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã thu gọn đầu mối để chủ trương chính sách của Đảng đến với dân một cách thống nhất, tập trung và hiệu quả. Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn cũng đã ban hành cái đề án riêng cho cái công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Thứ hai là trong đó thì xác định những cái chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Thứ hai thì huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính cho người dân, cho các tổ chức, đơn vị trên địa bàn và đặc biệt là đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đang công tác tại huyện. Thứ ba thì thực hiện cái việc sắp xếp các tổ chức bộ máy trên địa bàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, coi đây là nhiệm vụ đột phá của địa phương. Thứ tư đó là cái việc quyết liệt trong công tác lãnh đạo về cải cách hành chính, đặc biệt là cái việc gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc cải cách hành chính. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện Văn Bàn xác định là chìa khóa mở ra những cái cửa phát triển mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên. Trong đó, gắn học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã luân chuyển 21 cán bộ về giữ vị trí chủ chốt ở cơ sở. Mục tiêu kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng gắn với xây dựng củng cố tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh. Mỗi năm toàn huyện kết nạp bình quân 240 đảng viên mới, vượt mục tiêu đề ra. 100% thôn bản có chi bộ độc lập, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng. Bám sát nghị quyết của đảng bộ và các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên thì để xây dựng và ban hành chương trình công tác của các chi bộ cơ sở. Có thể nói là trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thì các chi bộ thì đã thường xuyên có cái sự trao đổi và đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và đặc biệt là đã kết hợp với việc là thực hiện cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, 25 trên 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra. Trong đó nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 12,46%, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng một người một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 29,5% năm 2015 xuống còn 20,8%, đạt trên 130% mục tiêu nghị quyết. Công nghiệp xây dựng tăng từ 47% lên gần 53%, đạt trên 120% mục tiêu nghị quyết. Giá trị các ngành sản xuất đến năm 2020 đạt 13.973 tỷ đồng, đạt 235% mục tiêu nghị quyết đại hội. Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Văn Bàn đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 không chỉ là dấu ấn về một chặng đường phát triển mà còn là điểm tựa, tạo động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tự tin bước vào hành trình mới. Một là phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chú trọng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó là quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên tại các thôn bản, tổ dân phố để tạo nguồn cán bộ ngay từ cơ sở. Thứ hai là quan tâm xây dựng cái đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, phát huy cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt là phải nắm chắc và sâu sắc cơ sở. Thứ ba là phải vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cái điều kiện thực tế của địa phương. Làm thế nào đó để phát huy tối đa
cái tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, đồng thời thì phải phát huy tính cần cù, sáng tạo, khơi dậy ý chí khát vọng làm giàu và cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn. Chặng đường phía trước, Văn Bàn có nhiều điều kiện thuận lợi được tạo ra từ chính nền tảng phát triển của huyện, từ bối cảnh đất nước và tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó, Văn Bàn đã được kết nối vào những trục hạ tầng thiết yếu như đường cao tốc, quốc lộ 279, sân bay, trục năng lượng và viễn thông quốc gia, và trở thành vùng nguyên liệu, địa bàn sản xuất của nhiều dự án công nghiệp lớn. Nhưng cũng chính trên chặng đường này, Văn Bàn dự liệu sẽ gặp không ít khó khăn do xuất phát điểm bất lợi so với một số địa phương khác trong tỉnh, do sự bất đối xứng giữa nhu cầu về nguồn lực để phát triển với khả năng huy động tại chỗ và thu hút từ bên ngoài. Chính vì vậy, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là xác lập các định hướng lớn, quyết tâm đưa Văn Bàn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Với 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó một số chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13%, thu nhập bình quân đạt 74 triệu đồng trên người trên năm, giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác đạt trên 100 triệu đồng. 19 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng đạt 11.528 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 265 tỷ đồng. Mỗi năm bình quân giảm 4 đến 5% hộ nghèo trở lên. Để đạt được những mục tiêu to lớn trên, Đảng bộ huyện xác định chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên then chốt, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm. Xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông hạ tầng các khu đô thị, hình thành các vùng kinh tế trọng tâm là khâu đột phá. Khai thác tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư là động lực. Phát huy nội lực, huy động tối đa nguồn lực, tăng thu ngân sách để chi cho đầu tư phát triển. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với xây dựng khu căn cứ hậu phương của tỉnh vững chắc. Đến năm 2025, Văn Bàn trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Trong nông nghiệp, mục tiêu đạt giá trị trên 100 triệu đồng trên hecta đất canh tác, xây dựng vùng lúa hàng hóa 1.000 hecta, lúa đặc sản 800 hecta, vùng cây ăn quả, chuyển đổi đất hình thành vùng trồng măng 5.000 hecta gắn với chế biến phát triển chăn nuôi hữu cơ an toàn 50 trang trại tập trung. Nâng tán che phủ rừng lên 66%. Những mục tiêu này là rất lớn và khá toàn diện, tuy nhiên nó được xây dựng trên cơ sở khoa học xuất phát từ chính tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tham mưu cho huyện ủy, ủy ban huyện để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn mà hướng đến cái mục tiêu thu nhập 100 triệu đồng trên 1 hecta trong cái thời gian tới, thì phòng nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện ủy, ủy ban huyện chỉ đạo để đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đối với cây lúa thì đưa vào các cái giống lúa sản xuất có năng suất này, chất lượng cao và tập trung thành từng cái vùng. Đối với cây ăn quả thì trước mắt là trồng cây xoài xuất khẩu. Xong đấy sẽ mở rộng một số cây mà có lợi thế của Văn Bàn sau khi khảo nghiệm. Đối với công nghiệp, giao thông, xây dựng, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xứng tầm với đô thị trong tương lai, tận dụng được lợi thế của huyện gần các đầu mối giao thông lớn nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, hình thành hệ thống đô thị trung tâm huyện và các xã, cụm xã là đầu mối động lực để lan tỏa phát triển tới khu vực nông thôn. Chú trọng khai thác có hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Đặc biệt trong 5 định hướng lớn giai đoạn 2020-2025 của Văn Bàn, có tới 4 định hướng gắn với phát triển con người. Điều đó cho thấy quan điểm đúng đắn của Đảng bộ, coi con người là trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, quản lý, giáo dục. Cái thứ hai là cục tiếp tục củng cố, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, đa dạng hóa các hình thức học tập nhằm đẩy mạnh xây dựng số học tập và huy động triệt để số học sinh trong độ tuổi ra lớp và huy động 100% học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5
ở các điểm trường lẻ về học tại trường chính để nâng cao chất lượng giáo dục và ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục tại các xã khó khăn và cả về quy mô trường lớp cũng như đội ngũ để nhằm là thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường vùng cao với các trường vùng thuận lợi. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Văn Bàn chủ trương tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Đại hội lần thứ 21 là dịp để Đảng bộ đúc rút lại những bài học kinh nghiệm và xác định các giải pháp nhằm huy động sức mạnh đoàn kết, sức mạnh sáng tạo, nỗ lực của mỗi đảng viên, mỗi người dân tự tạo lập vị thế mới cho Văn Bàn trong chặng đường phía trước. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cái giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cái xây dựng cái cơ hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, rồi là tăng cường cái đầu tư phát triển đô thị để tạo cái sự đột phá trong cái giai đoạn tới. Thứ hai là chú trọng cái công tác giáo dục đào tạo để nâng cao cái chất lượng của nguồn nhân lực, đồng thời là quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện tốt cái an sinh xã hội và công bằng xã hội. Thứ ba là tập trung và tăng cường các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển, phát huy hiệu quả cái tiềm năng thế mạnh của địa phương trong các cái chính sách, chương trình về phát triển kinh tế. Thứ tư là chú trọng xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh và hoạt động hiệu lực hiệu quả và đảm bảo quốc phòng an ninh. Bức tranh kinh tế xã hội của Văn Bàn hôm nay là kết tinh của quyết tâm vượt khó, của quá trình đổi mới và sáng tạo không ngừng nghỉ. Chỗ đứng của Văn Bàn trong tương lai cũng phụ thuộc vào sự tiếp nối quá trình đổi mới và sáng tạo ấy. Tiềm năng lợi thế không tự nó mang lại công ăn việc làm và thu nhập. Nguồn lực của tỉnh và trung ương dành cho cũng không thể mang lại sự thịnh vượng lâu dài nếu thiếu sự đổi mới và sáng tạo của chính con người Văn Bàn. Trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện không xa, cùng với cả tỉnh và cả nước, Văn Bàn có những tuần, những tháng sống trong lặng lẽ, phố xá Khánh Yên trống trải, bản làng vùng xa thanh vắng để chống lại dịch bệnh. Văn Bàn đã biến khoảng thời gian tưởng như ngưng động này lại thành thời gian tích tụ năng lượng của sự cộng hưởng giữa ý Đảng với lòng dân, chuẩn bị để ngay sau đó đã tiến hành thành công đại hội tại tất cả các tổ chức cơ sở Đảng, hội tụ khát vọng, quyết tâm, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Văn Bàn trong đại hội lần thứ 21, tiếp tục đưa Văn Bàn phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn, bền vững hơn trong chặng đường phía trước.